Đây. Rồi chào các bạn nha. Này thay diều nha. Này có gió đó. Đợi gió bữa giờ lâu lắm rồi nha. Đợi gió bữa giờ lâu lắm mà. Diều nằm lên khên đây. Chợ đây. Xa dữ ạ. Đây dưới cho 150 mét đây. À, xuống tới ngã ba dưới là múc chỉ luôn á. Rồi dây. Đây mình chơi á, ít có xe cộ. Được chưa? Đeo một tay luôn. Rồi. Bị phóng lên đây trước con ơi. Bị đàng hoàng có gió đó. Này đen cam nha. Lên. Đó. Này, gió trên cũng ngon lắm nha. Nặng ốc. Nặng không? Gió cũng không mạnh lắm hả? Lên được hai con. Nó yếu mà. Hồi nãy thấy dưới khoảng nào ba con thẫn á Út? Chỗ đầu dốc hay sở không? Chứ dốc có kỳ rồi chưa. Dốc em một thằng vợ đó. Ba nhiều chuẩn ghê á. Dốc dốc em Út. Đó, vỗ tay đó. Cũng đem con đầu trâu đi. Ủa này chín vàng rồi nha, chuẩn bị suốt rồi. Lên đây Út ơi. Một xe đây Út ơi. Đặng còn hơi lên nữa nó lên nó vướng dây á. Con nào lên cho nó lên trên mấy bụi cỏ trên ống cống kìa. Được chứ. Căng luôn hả? Căng à, cứng rồi à. Gió vậy mới đã chứ.
Chiếc không mò lọc. Chiếc. Ủa, ghê à. Rồi lên trên cổng vô hút rồi. Cổng bên trên rồi mình thả dưới đây nó dễ hơn. Lạng vô hút. Chết mẹ, gió tới lớn rồi. Chịu anh Lộc, đụng gió lớn là chịu đó. Sáu. Chưa lên nha. Mới làm xong, chưa thử lèo luôn. Lên luôn. Thấy mọc nha. Khỏi chỉnh sửa gì luôn. Chính bát khác luôn. Có đẹp dữ ha, có đuôi tròn. Xa rồi.
4 con. Quá đẹp. Có đuôi chậu. Vú này trúng dữ thằng. Đóng ơi. Cút cắn luôn. Không có nghe nhiều đâu mà sợ. Ô ô luôn ấy. Tiêu cái hoài. Nhưng nhớ là con diều mình làm thiếu thiếu cái gì á. Ba con một chồng nè. Diều ốc mà gió im im không còn. Ốc trống chứ mới cậy ốc. Ốc trống chứ mới cậy á. Chừng nó lâu chứ mới cậy đi nữa, bắt đền nó à. Dù em tưởng cái văn không kêu chứ. Quơ dưới kêu ghê à. Cắt tỉa riết mà. Bây giờ lên trên lại kêu. Nhiều bơm nữa nha, quá đẹp. Đó. Chạy đỡ xác xác vô đỡ xe giờ tôi quay lại. Ờ, chạy xe lên trên đây tí. Nhiều bự quá hả? Đó. Cái mét tư luôn. Ốc cộng ở trong gói góc me nè. Ốc cộng trong góc me nó đi qua đây luôn.
này thả lý tưởng luôn. Quá trời cái đường dài thăm thẳm luôn. Wow, hôm nay mới có gió lại ngon ạ. Giờ cũng có một bữa rồi, còn nữa. Kêu quá cứ bước anh Lộc. Kêu quá cứ bước đi. Không bốc máy. Con này Batman bữa làm lại phải không? Đi. Dứt.
cước này mà đóng hết cước này mất chỉ luôn á. Rồi nha. Dì mày đâm ha. Nhau vậy thôi à. Dì mày đâm kinh. Đem hờ. Rồi, chuẩn bị man. Bơm. Bơm bên này lên đeo vui luôn á. Chừng qua đó nó dính vào dưỡng quá à. Hả? Màu này không ổn rồi. Đèn quá. Để rồi, không thấy luôn á. Miễn quay chừng là được à. Được rồi, dễ rồi. Kéo lèo qua chút rồi xuống đây tí. Giờ con trên nó sắp nghèo. Hả? Xuống đây xuống kéo lèo qua. Lèo quá chút. Hãy lèo qua chút xíu. Dìu chú là ai vậy? Hả? Dìu chú hả? Dìu ba mẹ. Chú vứt mẹ hả? Dìu ba con bự không cọt vô cái xe còn chuyện đó vậy. Lát nó lâu xuống dưỡng luôn. Dìu ba con mận gì chú nhiều. Nên lên còn như ống mít rồi. Kéo bụng quá. Nó như cục. Nó dài dài đúng không? Ờ, cục rừng do rồi. Mà gió mạnh á thì nó đảo, gió yếu yếu á thì bay ngon. Còn nếu mà nó gió nhiều gặp thứ sườn không đều là nhà quên luôn rồi. Rồi hợp luôn rồi Út à. Mấy hầu
tưởng nó răng nó dài mà nó suông 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 suông. Ừ. Rồi dùng nó già nó đen cái gì thèm luôn hả? Ông bán là sáng hỏi ông nói 35.000 cây. Trời ơi, đụng cái đó. Cây chở tha hồ chở. Hả? Một cây chở tha hồ. Vậy mình xuống mình cắt rồi cái mình canh hai thước mình cắt lắm. Còn lại bao nhiêu chứ? Trời ơi, giờ đụng rồi kìa. Cắt đầu lên đó, thấy chưa? Con rồi tí à? Con rồi tí à? Rồi, rõ luôn, cởi đó, chịu lên được à? Màu màu cho lên, vậy nó cũng rõ. Chịu lên được à? Không, chỉ có bánh men, hồng ngon lắm á. Không mà bữa nay trời mát. Bữa nay trời mát. Cầm. Hả? Dướng hả? Đúng hả? Bay được kìa. Bóp. Ra thành màu đen luôn rồi. Bóp này cũng bóp đen. Chứ không còn con bóp xinh nữa. Đảo liếc quá. Ngon rồi. Như đây nè. Bốm lên quá đầm mà. Đây luôn. Đây đóng thoải mái chứ sợ vậy. Giống như giấy nước luôn hả? Bố mày lên đầm dữ rồi chứ. Dòm nó như gập vậy. Nó yếu sườn á. Rồi. Lên ổn hết rồi. Không nữa đâu. 2 giờ nó dậy. 15 à.
dít về nó mới đổ tới còn mấy hàng. Dũng Út Dũng Út bay lộn xả luôn. Lên tốt để lên luôn không bao giờ nó bay cao được đó. Bởi vì hai cái gió nó thả gió đi hết rồi nó đâu lên được. Nó chỉ lạng qua lạng lại thôi. Cánh cánh nó cứng thì nó mới nâng diều lên được. Một có năm còn hai là nó nhào. Con cầm mồi ở dưới mồi cái mồi tắm. Lên cột lấy là tí. Ủa mà cái chai ba đang cột con chưa chảnh à. Hay vừa đi đúng hướng. Rồi. Đã còn 2 mét nha, trắng đỏ nha. Này là dế lửa nè. Gió đâu có mạnh lắm đâu. Gió vừa tầm bay. Chưa. Mười đứng có hai ở xa dùm như hai chai nước hai bên hả? Rồi chuẩn bị. Yếu. Thì miếng gió nữa rồi lên nó. Diệu quá chịu khó phân đi. Lên trên bắt luồng gió trên rồi nó mới lên được. Hai mét lên bự ghê. Rồi xa tầm mấy mét rồi đó. Vô chắc tấp vô qua nhiều em quá. Bây ghê hả? Ừ, ghê hả? Đó ngã qua rồi anh. Đó ngã qua đó, rồi. Rồi cho xuống không anh? Gió đâu năng lên dữ ta. Vú hơi gỡ à, đó kia đang cắt lưng à, vòng qua gỡ đi chứ nó chằng á, hai cái nó đè ghê lắm. Này vú cũng thấy là vú của em vừa em vừa em trong cái nè, bỏ qua tới nè. Ok phải không, cái người gãy đó bóp lại chứ nào. Ấy lên gì đâu đứng dây luôn ghê trời. Cái gì chưa đụng gió luôn. Rồi lên mất nè dưới đây. Dưới trên dữ lắm hay sao á. Đó vừa anh đó. Dạ.
Nè, nè, chú Mừng có ra nữa rồi, chú Mừng rồi. Đang dựng chùm ba chùm. Dựng chùm á. Nó đang dựng qua đó. Đang gom vô đây luôn. Nó hết rồi phải không? Dạ. Nó nằm trong hết. Nè, dù chú chút xíu nữa bắt đầu cái nó vừa hạ xuống cái đầu ro. Ro nó mới đi từng dưới được. Hai con nó muốn dính lộn luôn á. Khỏi chưa? Gió sao nó năng lên dữ ta? Dướng nhiều anh thì dễ. Anh đứng đây đấu quá gì đâu. Ừ, sao ro nó không xuống mà nó cứ là đà. Bà nhớ hiểu đó. Cái đang nâng lên sao nặng được. Ê, hụt lèo, hụt lèo, hụt lèo. Hết rồi, hết luôn hả? Vừa nói là hết luôn. Vô lớn nó nè chú bà. Dẫn vô phía trong này cộng cái kia được. Không không không. Dù chú nó không có vô đó đâu. Dù nó lên ngay á. Trời nắm chai đi. Nặng hung không anh Lộc? Để coi thử nó sàn như thế nào chút xíu hả? Hơi nguyên vô trong đó. Hơi nguyên. Gió lớn nó hơi vô trong. Ta chớ đều rồi. Rồi gần giống mớp cánh đó chú mừng. Cái tầm phức của mình cắn nhiều cái cỏ nó hết trơn. Cột đây đâu có trụ được cỏ. Quá cao. Cái bê tông cho con tiêu luôn rồi. Hay luôn. Cỡ luôn á. Con này của mình. Quá đã. Thôi, nếu mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Cỏ đẹp quá đẹp. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.